Kính chào quý vị. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 11 tỉnh thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định, cũng đã đưa ra dự báo kịch bản mưa lũ miền Trung năm 2000 có thể lặp lại. Những thông tin mới và nóng sẽ được cập nhật trong Chuyển động Duyên Hải chiều nay. Áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh lên thành bão vào sáng mai và hướng vào miền Trung. Đà Nẵng ngập sâu do mưa lớn, học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa nay. Trận lốc xoáy sáng sớm hôm nay đã quét qua một số tỉnh miền Trung, gây tốc mái nhiều nhà dân. Cảnh báo mưa lớn gây lũ và sạt lở ở miền Trung. Trung thu lặng lẽ của những đứa trẻ ở làng Nũ. Công an làm việc với chủ kênh YouTube những bài học nhỏ liên quan clip quả báo làng Nũ Lào Cai. Công an điều tra vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở nhóm giữ trẻ tại Bình Thuận. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới hiện đang nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Lúc 16 giờ chiều nay, còn cách Đà Nẵng khoảng 430 km về hướng Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 12 giờ tới, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h và dự báo mạnh lên thành bão vào sáng mai. Hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới chủ yếu là hướng Tây, nhưng sau khi mạnh lên thành bão thì sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tăng tốc độ lên 20 km/h. Đến 16 giờ ngày mai, ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. 24 giờ tiếp theo, bão sẽ thay đổi hướng theo Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh miền Trung, tốc độ từ 15 đến 20 km/h, rồi suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Hôm nay, các tỉnh miền Trung có mưa lớn. Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng. Mưa to đến rất to kéo dài từ đêm qua đến hôm nay ở Đà Nẵng gây ngập nhiều tuyến đường khu phố. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng khả năng thoát nước tại các vị trí ngập úng cục bộ. Theo dự báo, hôm nay đến trưa mai, tại các quận huyện thuộc thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm. Trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão. Yêu cầu các đơn vị trường học thông báo cho học sinh nghỉ từ chiều nay và cả ngày mai, ngày 19 tháng 9. Các đơn vị trường học thường xuyên cập nhật tin tức, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn để chủ động ứng phó. Trận lốc xoáy sáng sớm hôm nay đã quét qua một số tỉnh miền Trung, gây tốc mái nhà dân. Tại Quảng Ngãi, lốc xoáy khiến 3 ngôi nhà ven biển ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn bị tốc mái. Lốc xoáy xảy ra khoảng 3 giờ sáng hôm nay, làm tốc mái 3 ngôi nhà ở thôn Thanh Thủy và Phước Thị, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. May mắn, trận lốc không gây thiệt hại về người. Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận 11 nhà dân bị hư hỏng mái ngói, một người bị thương sau khi trận lốc xoáy quét qua vào sáng sớm hôm nay. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, xảy ra lốc xoáy ở hai xã Phú Xuân và Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Thống kê ban đầu có 7 nhà dân ở xã Phú Hồ và 4 nhà ở xã Phú Xuân bị tốc mái, một người bị thương. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Tại Hà Tĩnh, xảy ra lốc xoáy vào sớm hơn, khoảng 1 giờ sáng nay. Lốc xoáy quét qua địa bàn xã Thanh Lộc, huyện Lộc Hà, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Thống kê ban đầu, có 12 nhà dân ở thôn Nam Sơn bị tốc mái, hơn 200 cây xanh tại rừng phòng hộ ven biển ở xã Thanh Lộc bị gãy đổ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp hiện trường. Tàu hàng An Bình Phát 68 chở 4.000 tấn đá bột chìm trên vùng biển Quảng Nam vào chiều nay. Vị trí tàu gặp nạn có gió cấp 6, giật cấp 8. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút chiều nay khi tàu hàng An Bình Phát 68 hành trình đến vị trí cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thì bị sóng đánh làm nghiêng 45 độ. Sau đó tàu chìm hẳn. 8 thuyền viên trên tàu đã kịp lên bè cứu sinh và phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Tàu hàng An Bình Phát 68 hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Nam.
trên tàu chở 4.000 tấn bột đá. Hiện vùng biển nơi tàu gặp nạn có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn nên đã thông tin với cảnh sát biển vùng 2 tham gia hỗ trợ cứu nạn. Hiện hai tàu cảnh sát biển thuộc cảnh sát biển vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu gặp nạn tiếp cận bè cứu sinh. Đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại và dự kiến sáng mai sẽ mạnh lên thành bão. Cơ quan khí tượng cũng giải thích vì sao áp thấp chưa mạnh lên thành bão mà miền Trung đã có mưa to. Chuyên gia khí tượng đưa ra các trọng tâm diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4. Trong đó, hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới kết hợp giải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đồng thời cảnh báo sạt lở đất ở 5 tỉnh miền Trung. Chúng tôi tiếp tục dự báo trong ngày hôm nay, hết khoảng ngày 19 đến sáng của ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra một cái đợt mưa lớn với cái tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm và có nơi trên 300 mm. Và với cái lượng mưa như vậy thì cái khu vực Trung Bộ, trong cái vùng núi Trung Bộ, nhất là cái khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Quảng Nam, trong thời gian tới cần hết sức lưu ý đến cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Những thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchms.gov.vn và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn từ tối qua đến sáng nay gây ngập ở một số tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nước từ các con suối nhỏ dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột bị ngập cục bộ. Nước chảy xiết khiến người và phương tiện lưu thông khó khăn. Thậm chí một số phương tiện như ô tô, xe máy khi lưu thông qua các tuyến đường trên do dòng nước chảy xiết đã bị tắt máy, trôi phương tiện. Rất may được người dân hỗ trợ kịp thời. Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn một số tuyến đường và giăng dây cấm người và phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Mưa lớn vẫn còn tiếp diễn liên tục trong những ngày tới. Cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng sạt lở đất ở một số địa phương. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tiến, huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo gửi các ngành chức năng về tình trạng sạt lở sụt lún hai bên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ. Đoạn đường này có độ dốc lớn và là một trong các điểm đen về tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tiến, hai vị trí sụt lún và sạt lở nằm bên hành lang tuyến đường được san lấp mặt bằng với khối lượng lớn từ 3 đến 5 năm trước. Tình trạng sạt lở khiến một cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải tháo dỡ, sửa chữa một phần, một quán cà phê phải đóng cửa, di dời. Đất đai ven đường của 15 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã thống nhất thay thế các biển bảng hạn chế tốc độ phù hợp với đoạn đường này, đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường theo dõi, báo cáo kịp thời các diễn biến mới của sạt lở, sụt lún. Năm 2023, một đoạn đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng đã bị sụt lún sạt lở nặng. 2/4 làn đường đã bị chia cắt, không thể lưu thông. Sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể ở hiện trường sạt lở thôn Nạm Tông, xã Nạm Lốc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thi thể được tìm thấy sáng nay nằm ở độ sâu 3 mét. Trong chiều hôm qua, lực lượng chức năng cũng tìm kiếm thêm 2 nạn nhân. Như vậy, tính đến sáng nay, đã có 14 người được tìm thấy, hiện còn 4 người mất tích. Lực lượng tham gia tìm kiếm gồm công an, quân đội, biên phòng và các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm trong suốt những ngày qua. Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ cùng 5 chú chó nghiệp vụ đến tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, thời tiết mưa nắng thất thường, nơi ăn nghỉ tạm bợ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Còn tại làng Nũ ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, lực lượng tìm kiếm tỉnh Lào Cai cũng vừa phát hiện thêm một thi thể trong sáng nay. Nạn nhân là người đàn ông sinh năm 1968, chủ hộ của cả gia đình 4 người bị vùi lấp sau trận sạt lở kinh hoàng. Tính đến sáng nay, tại làng Nũ đã ghi nhận 53 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 16 người bị thương. Số người an toàn là 87. Như vậy, trong đợt mưa lũ vừa qua, Lào Cai có 127 người thiệt mạng, 23 người vẫn đang mất tích, 86 người bị thương. Trong đó, 23 người đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Làng Nũ chỉ còn trong hoài niệm bởi làng cũ đã chìm trong bùn sâu.
Trung thu năm nay lặng lẽ với những đứa trẻ ở bản nhỏ này. Có những đứa trẻ vĩnh viễn không còn được phá cổ. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lớp 2A có 16 học sinh, nhưng giờ chỉ còn 13. Sau vụ sạt lở đất, ba em đã vĩnh viễn không thể trở lại trường. Hai em thì đang nằm viện cấp cứu. Hôm nay, thầy giáo chủ nhiệm vẫn tổ chức trung thu cho những học sinh. Đầy đủ bánh kẹo, nhưng không có đàn ông sao, không có tiết mục văn nghệ. Những bạn nhỏ lớp 2A cũng không có tiếng cười. Quà trung thu vẫn được bày lên ba chỗ ngồi còn trống. Đây con ngồi gần bạn Khang. Bạn Khang bị sạt lở đất. Bây giờ con ngồi một mình, con có buồn, con có nhớ bạn không? Có ạ. Cố gắng dỗ dành các cháu, động viên các con và cũng xúc động các con cũng bảo là cũng nhớ bạn. Có những bạn lớp 7, lớp 8 ấy, có những bạn là cứu được bạn rồi, nằm trên tay rồi, tưởng bạn xấu nhưng bạn ấy cũng tắc thở trên tay bạn, lớp 9. Đấy, các bạn là vẫn ám ảnh về cái lúc mà bị sạt lở đấy. Cơn lũ dữ đã cuốn trôi làng Nũ và cướp đi sinh mạng của 17 học sinh nơi đây. Còn 4 em đang mất tích, có 10 em đang điều trị tích cực ở các bệnh viện. Với những đứa trẻ may mắn được sống sót thì mất người thân. Còn như bé Hoàng Thị Lan thì mất đi 5 người thân nhất trong cuộc sống của em. Đó là bố, mẹ, hai anh trai và bà nội. Thế hôm nay là ngày gì con có biết không? Chú thu. Hả? Chú. Ngày chú thu á? Thế con thích quà không? Con thích quà gì? Quà gì cũng được. Bé nó bảo nhớ anh. Nhớ anh nó, nhớ bố mẹ nó, xong là nó đòi về với mẹ, với bố mẹ. Làng Nũ chỉ còn trong hoài niệm bởi làng cũ đã chìm trong bùn sâu. Tết trung thu, những nén nhang thơm được thắp bên hiện trường vụ sạt lở dành cho người xấu số. Dưới lớp bùn dày kia còn có những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ được phá cổ trung thu. Liên quan clip gây phẫn nộ quả báo làng Nũ Lào Cai, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để làm việc với đại diện kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ. Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng người dân cả nước điều hướng về miền Bắc, nơi xảy ra thiên tai nặng nề do cơn bão Yagi gây ra. Thôn Làng Nũ ở Lào Cai là một trong những tâm điểm khi nơi đây xảy ra trận lũ ống tàn khốc, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân. Tuy vậy, tối ngày 16 tháng 9, một kênh YouTube có hơn 324.000 người theo dõi, định hướng dành cho trẻ em tại Việt Nam, đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì đăng tải video có tiêu đề Quả báo Làng Nũ Lào Cai. Kèm với đó, chủ kênh còn ghi bình luận: các bạn có xem vụ quả báo ăn trăng ở Làng Nũ không? Đây là hành vi có chủ đích khi điều hướng thông tin sai sự thật, phản cảm về Làng Nũ. Không chỉ giật tích câu view bất chấp, kênh YouTube này còn nhanh chóng có hành vi lấp liếm, xóa bằng chứng khi cộng đồng mạng phát hiện. Kênh âm thầm đổi tên để tránh bị truy cứu trách nhiệm, sau đó đã ăn kênh trên YouTube. Hành vi giật tích câu view này ngay lập tức đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét xử phạt thật nghiêm những người tranh thủ chiêu trò lợi dụng nỗi đau của đồng bào để trục lợi. Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với 3 thanh niên và đã quyết định xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng vì đã đăng thông tin hình ảnh sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong đợt mưa lũ vừa qua. Hôm nay, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt 3 trường hợp đăng thông tin hình ảnh sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua. Làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 người thừa nhận việc đăng tải thông tin bình luận trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và đã tự giác gỡ bỏ thông tin bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, theo dõi thông tin chính thức tại các trang website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước, không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại Lào Cai, trong lúc phân loại hàng cứu trợ của người dân Đà Nẵng, nhóm người ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng phát hiện túi nữ trang nghi vàng vàng lẫn trong thùng đồ. Túi trang sức nằm lẫn trong thùng sách vở, quần áo của thùng cứu trợ đến từ Đà Nẵng. Những người ở xã Xuân Quang đã báo với công an xã, đồng thời liên hệ với trưởng đoàn Đà Nẵng, đơn vị vừa trao thùng cứu trợ.
Trong quá trình kiểm kê tài sản, mọi người đã quay clip lại làm bằng chứng rồi niêm phong. Thông qua thông tin trên nhãn tiền sách vở cứu trợ, cơ quan chức năng của huyện Bảo Thắng đã liên lạc với chủ nhân của túi đồ là người phụ nữ 47 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhân xác nhận túi nữ trang đựng dây chuyền, bông tai, nhẫn cưới bằng vàng. Trên đường đi chơi Tết Trung Thu chiều hôm qua, ba học sinh ở Ninh Thuận bị nước lũ cuốn trôi, một em may mắn thoát nạn, hai em còn lại tử vong. Sáng nay, chính quyền và người dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể hai học sinh tiểu học bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối qua. Nạn nhân là học sinh lớp 3 và lớp 1, trường tiểu học Lâm Sơn B. Chiều hôm qua, khi đang đi chơi Trung Thu ngang qua đập tràn thôn Lâm Quý, lũ thượng nguồn đổ về cuốn trôi ba em. Một bé gái học lớp 5 may mắn nắm vào bụi cây và được người dân cứu được. Hai em còn lại bị nước lũ cuốn mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa to, lũ về nhanh. Đến 21 giờ 30 đêm qua, thi thể hai cháu bé mới được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 2 km. Bộ đội biên phòng của tỉnh Sơn La vừa kịp thời sơ cứu ban đầu, cứu sống 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng. Chiều hôm qua, trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam-Lào ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp nhận cấp cứu 4 cháu bé quốc tịch Lào là cháu ngoại của người đàn ông sống tại địa phương. 4 cháu bé từ 2 đến 10 tuổi lấy nấm trên nương về nướng ăn thì xuất hiện triệu chứng nôn, tiêu chảy cấp. Cán bộ quân y và tổ quân y cơ động đang phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam-Lào chẩn đoán ban đầu các bé bị ngộ độc nấm rừng, đồng thời làm các bước sơ cứu ban đầu cho các bé, báo cáo ban chỉ huy đồn và đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, các cháu bé đã được cấp cứu, thông rửa dạ dày và truyền dịch, bù nước điện giải. Hiện nay, các cháu đã qua cơn nguy kịch. Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc làm việc ở tiệm sửa xe máy trên địa bàn Hà Nội, người đàn ông 32 tuổi ở Bắc Ninh đã đâm đồng nghiệp tử vong. Nạn nhân là người đàn ông 39 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, nghi phạm gây án là Phạm Văn Đoàn, 32 tuổi. Thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc tại tiệm sửa xe ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, nghi phạm và nạn nhân thường xảy ra xích mích. Sáng hôm qua ngày 17 tháng 9, ông Đoàn nhìn thấy đồng nghiệp đang ngủ nên dùng kéo đâm tử vong. Sau khi gây án, đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Đến 9 giờ sáng hôm qua, người dân phát hiện người tử vong. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nghi phạm. Hơn 4 giờ sáng nay, công an đã bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn ở quận Hoàng Mai. Sau cuộc nhậu, năm thanh niên ở Ninh Thuận đã bàn kế hoạch hiếp dâm cô gái cũng là bằng nhậu, đồng thời dùng điện thoại quay lại clip. Sau một thời gian dài không bị phát lộ, bất ngờ clip do chính nghi phạm trong nhóm hiếp dâm gây ra bị tung trên mạng xã hội. Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh có 3 thanh niên đã bị bắt trước đó trong một vụ án khác là Hồ Văn Thắng, 23 tuổi, Đặng Thành Trung, 18 tuổi và Phan Ngọc Hiếu, 23 tuổi. Hai nghi phạm còn lại bị bắt hôm nay là Tống Trường, 17 tuổi và Huỳnh Văn Lâm, 21 tuổi. Tất cả 5 nghi phạm đang bị điều tra về hành vi hiếp dâm. Vụ việc xảy ra vào tháng 1 năm 2023, 5 thanh niên nhậu chung với cô gái 18 tuổi tại rẫy của nhà Tống Trường. Cả 5 cùng bàn bạc khống chế, thực hiện hiếp dâm và dùng điện thoại quay lại clip. Hơn 1 năm sau sự việc, đến tháng 5 năm 2024, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội nên vào cuộc điều tra. Đến nay đã khởi tố bị can với cả 5 người này. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 6kg ma túy, cất giấu tinh vi trong lon sữa yến mạch. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một số nghi phạm cấu kết hình thành đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi tiêu thụ. Qua trinh sát, cảnh sát bắt quả tang Trần Phước Dương, 23 tuổi, ngụ xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, đang vận chuyển 6kg ma túy giấu trong lon sữa yến mạch. Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nhà ở của Trà Văn Dông, 29 tuổi, ngụ xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn và thu giữ trên 36 gram thuốc lắc, trên 91 gram ma túy đá và 0,33 gram ketamin. Nghi phạm Dương khai nhận đã vào thành phố Hồ Chí Minh rồi gửi địa chỉ cho người bán ma túy gửi hàng về Quảng Ngãi bằng xe khách. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Sáng nay, cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu bị ách tắc kéo dài do tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và ô tô con tại đoạn qua tỉnh Nghệ An.
Vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa hai xe khách biển số tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh và ô tô con biển số tỉnh Nghệ An xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến cả ba ô tô bị hư hỏng, phần đầu và kính của ô tô con cùng phần đuôi của hai xe khách bị hư hỏng nặng. Đội cảnh sát giao thông số 4 cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc. Ông Lê Bá Quyến, sinh năm 1972, nguyên giám đốc công ty điện lực tỉnh Thái Bình, và ông Phạm Bá Tuyển, sinh năm 1966, nguyên giám đốc Vietcombank Thái Bình, cùng bị khởi tố để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cả hai bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình xác định, trong thời kỳ làm giám đốc, các bị can là có hành vi mua bán hóa đơn trái phép để thanh toán các khoản tiếp khách, hội nghị khách hàng và các khoản chi phí khác của cơ quan. Ông Lê Bá Quyến thôi giữ chức vụ giám đốc công ty điện lực tỉnh Thái Bình từ tháng 5 năm 2024 sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban an toàn tổng công ty điện lực miền Bắc. Ông Phạm Bá Tuyển đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc Vietcombank Thái Bình từ năm 2017 đến tháng 2 năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa xây dựng các phương án nghỉ lễ Quốc khánh và một số dịp nghỉ lễ khác trong năm 2025 đối với người lao động. Trong đó có đề xuất hoán đổi ngày làm việc để được nghỉ lễ dài hơn dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất đối với công chức viên chức được hoán đổi ngày làm việc 2 tháng 5 bù sang thứ Bảy ngày 26 tháng 4 để kéo dài dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2025. Thời gian nghỉ trong 5 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.